Dạ, xin chào mọi người. Hôm nay thì shop đầu công nhập vải Bình Định này xin được giới thiệu với mọi người video số là 408 á. Thì trong video này em sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô cần câu lua nhé mọi người. Có tất cả là 12 cây và đều là chất liệu carbon cả. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship. Bên em có ship có toàn quốc và phí ship của mọi đơn đối với cần là 40.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309 ạ. Thì đầu tiên em xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 ở đây em có này. Thì cây số 1 ở đây em có đây là một cây cần của Shimano. Cây này là một cây cần Shimano Bass One nhé. Shimano này được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật. Cây này thì gốc của cần là gốc gỗ bằng thế này. Thì cây này bass của họ thiết kế là kiểu là bass bằng inox mà có thể di chuyển được như thế này nha mọi người. Nhưng mà cây này thì nó có một cái lỗi nhỏ là nó bị vỡ mất một đoạn bass nhỏ ở vị trí này nha. Cây này thì ngoại hình khá là sáng đẹp. Đấy, nó bị lỗi một phần vị trí này nhưng cái này nó không ảnh hưởng gì đến cái chức năng giữ máy của cần cả. Ok nha. Cây này ngoại hình khá là mới. Và cây số 1 này là một cây cần của Shimano dòng Shimano Bass One HG. Dài 1m68 bao gồm có hai khúc như thế này. Ở đây. Cây này khuyên của cần là khuyên Fury. Tất cả các khuyên đều là khuyên Fury cả, dài 1m68 nhé. Cây này thì có tổng cộng là 6 khuyên bao gồm cả đầu bô. Tất cả các khuyên đều là khuyên Fury, khuyên thì khá là ok. Số khuyên khá là ok nhé. Và cây số 1 này nặng là 63g thôi. Ngọn có độ lớn là 1.6 ly. Cây này thông số tải mồi của cần là 2 đến 10 gram. Tải dây là từ 4 đến 10 lb, tầm khoảng là 3,5 kg, 3,6 kg. Và cây này thì có độ cứng là L nha mọi người. Cây này có cứng là cuối L, đầu ML. Và cây số 1 này có giá là 380.000 ạ. Tiếp đến là cây số 2. Cây số 2 ở đây em có là một cây cần của hàng Trung xuất Nhật, dài là 1m8, bao gồm có hai khúc như thế này ạ. Cây này thì phần gốc của cần là gốc gỗ bằng thế này nha, nó còn bọc một cái mút cái bọc nhựa bên ngoài thế này. Bát vặn. Bát hãng vặn nha. Và khuyên của cần là khuyên hãng, khuyên thường nha. Đây không phải là khuyên Fury nha mọi người, khuyên của cần đây. Cây này thì ngoại hình nó có trầy xước nhỏ. Và cây này là dòng cần của hàng Trung. Hàng của Trung Quốc xuất Nhật nha mọi người. Khuyên của cần là khuyên hãng, khuyên thường. Và cây số 2 này dài 1m8 bao gồm 2 khúc. Thì có tổng cộng là 2, 4, 6, 7 khuyên bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Và cây này nặng là 105g, ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Cây này thì là cứng tầm cứng ML, tải mồi được tầm khoảng là 14 gram và tất tải dây tầm khoảng là 12 lb, tầm khoảng là 4,5 kg được, ok nhé mọi người. Ở đây ngoại hình tổng quan của cây số 2. Thì cây số 2 này trầy xước nhỏ thôi, đây trầy xước nhẹ một vài vị trí nước sơn nhẹ sờn xước này. Và cây số 2 này có giá là 300.000 ạ. Tiếp đến là cây số 3. Cây số 3 ở đây em có cũng là một cây dài 1m8 bao gồm hai khúc như thế này. Cái này thì phần gốc của cần nó hơi bị mút xốp nữa, mình nhìn nó bị bám bẩn, nhìn nó tối màu một tí nhá. Bắp hãng vàng. Tên một cần nó bị bong này. Cái này thì ngoại hình là cái nước sơn của cần nó nhìn nó không được sáng lắm, nó bị bong cái lớp tem này. Và cây này dài 1m8 bao gồm có hai khúc và khuyên của cần là khuyên hãng. Cây này khuyên của cần là khuyên Fury nhá. Cây này khuyên Fury. Ở đây chữ Fury nó dập ở phần chân này. Một số cây khuyên nhỏ thì nó sẽ dập ở phần dưới chân bắp nhá. Cây này thì khuyên Fury nhưng mà cây này cái màu sơn nó không được sáng bởi vì cái màu xanh và nó hơi bị bám bẩn, nó nhìn nó hơi tối màu. Cái nước keo phủ bóng nó không còn được sáng nữa. Thì cây số 3 này là dài 1m8 bao gồm hai khúc và có tổng cộng là 6 khuyên bao gồm cả đầu bu. Khuyên của cần là khuyên Fury, nặng là 96g và ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Cây này thì cái tem của cần thông số nó bị bong nha mọi người, bong tem này. Và tên của cần là 13 mắt nha này. Thì cây này nó cũng tải mồi tầm khoảng là 12 gram và tải dây cũng 12 lb, tầm khoảng là 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, ok nha, tải dây ạ. Và cây này thì cứng ML cuối, đầu cứng ML. Và cây số 3 này cái giá là 350.000 ạ. Tiếp theo là cây số 4.
Thì cây số 4 ở đây một cái là một cây của dòng Hàn Quốc nha, quan tâm Hàn Quốc xuất nhập. Cây này thì ngoại hình khá là mới đẹp, dài 1m, cây này dài 1m68, gốc của cầm phần dưới là gốc gỗ bằng thế này. Cái này là mút xốp bát vàng bát hạng. Cái này thì phôi của cần là sánh cái vàng là sánh vàng cái này nha, cũng khá là đẹp. Cái này ngoại hình khá là đẹp nha, trài xước rất là nhỏ. Khoen của cần là khoen Fury bát hạng vàng. Đây, quan tâm. Cái này thì đây. Cái này ngoại hình mới này, dài 1m68, bao gồm có hai khúc. Khoen của cần là khoen Fury cả, tất cả các khoen đều là khoen Fury. Và cây số 4 này nặng là 86g, ngọn có độ lớn là 2 ly. Cây này ngọn 2 ly nhưng mà thông số tải mồi của cần là 1/16 này đến 3/8 màu giác, tầm khoảng 12-10g, tải dây là 2-10 lb, tầm khoảng là 3,6-3,5 kg. Cây này cứng ML, đầu ML cho mọi người, cuối ML, đầu ML. Và cây số 4 này có giá là 450.000 ạ. Cần khoen Fury cả. Tiếp đến là cây số 5. Cây số 5 thì ở đây có một cây cần cũng của Hàn Trung luôn. Cây này phần gốc của cần là gốc gỗ này nha. Gốc gỗ. Cái này thì khoen của cần là khoen Fury. Cây này thì có mơ lai một khoen nha. Có tổng cộng là 5 khoen, bao gồm cả đầu bu. Nhưng mà cái khoen có một khoen cái là lai khoen là khoen hãng, còn khác khoen khác là khoen Fury nha mọi người. Đây, lai một khoen dài 1m8, bao gồm cả hai khúc, nó bị bong cái dính kèo bong này. Và cái bát của cần là bát hãng vặn thế này, cái này nó bị bám bẩn. Ngoại hình thì có trài xước nhỏ thôi, cây này trài xước nhỏ này. Và cây số 5 này dài 1m8, nặng là 124g, ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Cây này thì cứng khoảng tải mồi tầm khoảng là 14g, tải dây là khoảng 12 lb, tầm khoảng là 4,5 kg nha. Cây này thì đây là cứng ML, cây cứng ML. Cây này thì cái phần gốc nó có hơi không được đẹp, một vài vị trí nó bị dính cái keo, nó bong nhẹ rất nhẹ, nó keo phủ bóng đó. Khoen cái là khoen hãng, còn các khoen khác là khoen Fury. Thì có like khoen cái nha mọi người. Và cây số 5 này có giá là 380.000 ạ. Tiếp theo là cây số 6. Thì cây số 6 ở đây em có là một cây cầm của Alpha Tucker. Cây này thì ngoại hình khá là sáng. Từ cây số 6 này là một cây cần lua máy ngang nha mọi người. Từ cây số 1 đến cây số 5 lúc nãy là cây cần lua máy đứng. Và cây này là cây cần lua máy ngang. Dài 1m là 65. Cây này mà dài, cây số 6 này dài 1m68 nha. Cây này dài 1m68. Cần của Alpha Tucker. Alpha Tucker là dòng này dòng của Hàn Quốc nha mọi người. Alpha Tucker Hàn Quốc xuất nhập. Ngoại hình thì cây này màu sơn của cần nhìn cũng khá là đẹp, khá là sáng cần. Trài xước nhỏ thôi. Và dài 1m68, khoen của cần là khoen Fury. Cây này tất cả các khoen đều là khoen Fury nha. Khoen Fury chân thấp như này. 2, 4, 6 khoen bao gồm cả đầu bô, khoen cá của cần cũng là khoen Fury như thế này nha. Và cây số 6 này nặng là 96g, ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Cây này thì cứng ML nha mọi người. Cây này thì tải mồi, thông số tải mồi của cần đây ạ. Tải mồi là từ 6-14 lb. À tầm không, tải mồi từ 1/8-5/8 âu giết là tầm khoảng 4-17g. Tải mồi, tải dây là từ 4-14 lb, tầm khoảng là 4,5 kg là ok. Và cây này thì cứng ML này, dài 1m68. Và cây số 6 này có giá là 450.000 ạ. Tiếp đến là cây số 7. Cây số 7 ở đây có một cây cần lua máy ngang nha. Cây này thì đây, cây này cũng dài 1m68, dòng bát khách nè. Dòng này là dòng hàng nội địa nha mọi người. Gốc của cần là được dài gốc mút bằng, gốc gỗ bằng. Cái này gốc thì nó hơi bị bám bẩn, nhìn nó đen đen ở phần gốc này. Bát vạn, bát thì nó bát Fury nha, cây này là bát Fury vạn này. Bát Fury vạn. Cây này ngoại hình có sờn xước, cây này ngoại hình có xước. Nhưng mà phôi của cần lại là xoắn vòng, là so rất là đẹp nha. Xoắn vòng rất là đẹp. Cây này thì ngoại hình có xước,
khoen của cần này. Cái này khoen của cần là khoen Fury nhá, có tổng cộng là 2, 4, 6 khoen, bao gồm cả đầu bô khoen của cần là khoen Fury thế này. Cái này ngoại hình có sơn xước nhá mọi người. Là phôi của cây này rất là đẹp, kiểu sáng vòng vòng thế này nhá, khá là ok. Và bát của cần là bát vàng Fury thế này, cần lua máy nha, dài 1m8, bao gồm cả hai khúc. Cây này thì cứng, độ cứng này là cứng M nha mọi người, có tải mồi là từ 8 đến 21 gram, tải dây là từ 8 đến 16 lb, thì tầm khoảng là 16 lb tầm khoảng là 5,5 kg là ok nhá, 7-6 kg luôn ạ, bởi vì 16 lb là 6,4 kg, cứng M. Đây 16 lb. Và cây số 7 này có giá là 550.000. Tiếp đến là cây số 8. Cây số 8 ở đây em có cũng là một cây cần lua máy nha. Cây số 7 lúc nãy là nặng 116 g nha mọi người. Còn đây là cây số 8 là cây cần lua máy ngang luôn ạ. Cây này là của NFT, cây này khá là đẹp. NFT cây này khá là mới nha. NFT bao gồm có hai khúc thế này. Khoen của cần là khoen Fury dạ quang thế này nha. Cây này khá là mới, đẹp, trài xước rất là nhỏ nha mọi người. Trài xước khá nhỏ. Tem của cần bao gồm hai khúc cần NFT. Thì cây số 8 này dài là 1m8, nặng là cái này thì ngọn có độ lớn là 2.1 ly, và nặng là 189 g ạ. Cây này thì ngoại hình rất là mới, trai này trài xước rất là nhỏ thôi, trài xước nhẹ, đắp keo phủ bóng nhẹ bên ngoài. Và khoen của cần là khoen Fury dạ quang, có tổng cộng là 5 khoen, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Và cây số 8 này ngọn có độ lớn là 2.1 ly này. Cây này dòng còn cần ngọn mảnh, còn dẻo. Và có thông số tải mồi là 3/16 đến 3/8 màu dết, là tầm khoảng 5 đến 10 gram. Tải dây là từ 2 đến 10 lb, tầm khoảng là 3,6 kg. Cây này ngọn có độ lớn là 2 ly 21 luôn ạ. Nhưng mà dòng ngọn nó hơi dẻo. Và cây này có độ cứng L nha mọi người, cần NFT, cây này khá là mới đẹp luôn. Và cây số 8 này có giá là 600.000. Tiếp đến là cây số 9. Cây số 9 ở đây em có là một cây cần cũng cần lua máy ngang nhé. Cây này cần của Suzumi đây, SZM nhé. Cây này là của hàng quốc xuất Nhật nha mọi người, đây, Make in Korea đây ạ. Cây này gốc của cần là gốc của bằng bát vạn. Khoen của cần là dòng là khoen cái nắp mạ chrome nha mọi người. Có tổng cần là 6 khoen, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Khoen thì rất là ok, khoen khá là mờ, sáng đẹp luôn. Và ngoại hình cây này cũng khá là sáng nhé, trài xước khá nhỏ. Và cây số 8 này, cây số 9, cây này cây số 9 nhé. Cây số 9 này là dài 1m65, nặng là 82 g, gọn có độ lớn là 1.8 ly. Cây này cứng ML nhé, cây này tải mồi khoảng 12 g, và tải dây khoảng là 12 lb, tầm khoảng là 3,5-4 kg, ok. Và cây số 8, số 9 này có giá là 300.000. Tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 ở đây em có là một cây cần của Shimano, dòng mà Shimano Bantam nha mọi người. Cây này thì là một cây cần lua máy ngang. Góc của cần đây, góc của cần, cây này góc của cần nó bị bám bẩn này, nó không được đẹp một tí ở phần góc này. Cần lua máy ngang Shimano Bantam. Cái phần cuối gốc thì cây này được quấn nhợ thế này nha. Cần của Shimano. Cái này thì nhìn nó không được đẹp một tí thôi, nhưng mà cũng khá là ok. Cái này ngoại hình có trầy xước Shimano Bantam SC. Ở đây ạ. Cái này mấy cái cổ cần của Shimano Nhật nha mọi người. Cái này ngoại hình có trầy xước này. Cái này xước sơn cũng tương đối nhiều này. Khoen của cần là khoen Fury. Cái khoen Fury có trầy xước. Cây này giống thứ hai cũng có trầy sờn xước nha, nhưng mà những cái độ sờn cũng không có đáng. Đây có trầy xước này, những vết xước này là tróc sơn thôi nhé mọi người. Đây, cái giống cuối có tróc sơn này. Khoen của cần là khoen Fury cả, khoen Fury đá sứ đen, đá sứ xám. Còn có một cái khoen này là khoen Fury đá sứ xám, sứ xanh nha mọi người. Thì cây này có tổng cộng là
2, 4, 6, 8 khoen bao gồm cả đầu bu. Và cây số 10 này dài 1m8, cây này dài 1m8 nha. Nặng là 118g. Và thông số của cành đây ạ. Đây, thông số của cành cây này là Shimano được sản xuất ở Nhật nha. Và thông số của cành là từ tải mô là từ 7 đến 21g, tải dây là từ 8 đến 20 lb. Cây này cứng cứng M nha mọi người. 20 lb là cây này cứng M, có độ cứng M. Tầm khoảng là 6,5 cái, ok. Tải 6,5 cái, ok. Cây này cứng M. Cần của Shimano Bantam X-Size. Cây này là cần của Japan đây nha mọi người. Có trầy xước, cây này có trầy xước này. Những vết trầy này là tráp sơn nhé. Và cây số 10 này nặng là 118g, ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Và cây số 10 này có giá là 700.000 nha. Cần của Shimano, Shimano Nhật ạ. Tiếp đến là cây số 11. Cây 11 ở đây em có là một cây cần của Rainbow. Cây này là cây dòng là của Hàn Quốc nha, Made in Korea đây ạ. Cây này thì ngoại hình nó có trầy xước này. Ở đây thì bông nó có một vị trí nhé, lắp tem ở đây. Bát của cần là bát vặn, cây này thì bát Fury vặn là cũng là một cây cần luôn máy ngang nha mọi người. Cây này thì gốc là gốc mức sốt. Cái này thì vị trí cái thanh này nó hơi bị lỏng nhẹ cái chỗ cái nút mà trang trí nó giống như cái chỗ này đây. Nó hơi bị bong này như thế này nha. Nó không có ảnh hưởng gì đến cái cần cả. Cây này thì ngoại hình nó có trầy xước nhẹ nhẹ thế này. Khoen của cần là khoen Fury. Tất cả các khoen đều là khoen Fury nhé. Cây này thì ngoại hình nó nhìn nó không được sáng một tí. Có tổng cộng là 5 khoen bao gồm cả đầu bông nha mọi người. Tất cả các khoen đều là khoen Fury, khoen thì rất là ok nhé. Không có bị lỗi khoen gì cả. Chỉ có ngoại hình này nó hơi bị sờn sờn nhẹ nhẹ như thế này. Thì cây số 11 này nặng là 93g, ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Cây này được sản xuất ở Hàn Quốc, Made in Korea đây ạ. Và thông số tại mồi. Cây này thông số tại mồi của cần là từ 1 đến 21 gram này, tải dây là từ 6 đến 12 lb. Tầm khoảng là 4,5 kg, ok nhé. Cây này cứng ML nha mọi người. Và cây số 11 này có giá là 350.000 ạ. Tiếp đến là cây số 12, cây cuối cùng. Cây 12 ở đây em có là một cây cần dài 2,4 m thế này nha. Cây này là cây cần của hàng Trung xuất Nhật nha mọi người. Cây là cần của hàng Trung Quốc. Gốc của cần là mút gỗ, mút xốp này, nó bị cắn nhẹ này. Bát vặn, bát hãng vặn. Dài 2m4. Đây, cần của Bromerai ạ. Dài 2m4. Cái này thì chúng ta có thể dòng cần luôn mực này. Đánh mồi giả nha. Và mồi giả số thông số tại mồi là từ 2, mồi số 2, size 2 đến size 3, 3.5. Tại dây BE là 0.6 đến 1.2. Cái này thì ngoại hình cũng khá là sáng. Khoen của cần là khoen hãng, cần của hàng Trung xuất Nhật nhé. Bô của cần cũng vậy. Thì cây này ngoại hình trầy xước nhỏ thôi. Đây, trầy có trầy xước nhẹ thế này. Không nhiều lắm đâu. Khoen của cần là khoen hãng, khoen thường. Thì có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 khoen bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Cái này thì cứng tầm khoảng cũng ML nha. Là theo thông số của cần luôn. Cái này khách chúng ta có thể đánh mực được theo thông số của cần. Thì cây số 12 này nặng là 173g, ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Và cây 12 này có giá là 480.000. Cây này cần của hàng Trung xuất Nhật nha mọi người. Dài 1,2m4, bao gồm có 2 khúc. Và cây này có giá là 480.000 ạ. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 12 cây cần lua của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309 ạ. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.